cho cái này con chơi á. Hả? Mẹ xem nào. Baby.
Để mày bóc ra đây. Cô bán gì đấy? Bán lói chuối. Cái này lấy đi xào ăn, cái này lấy hầm xương này. Chuối non lấy đi hầm xương cũng ngon. Lấy hai khúc này. Hai khúc 5.000. Lấy đi cho vịt thôi. Chắc lấy cái dài này cho vịt thôi. Cái cây dài này 5.000 thôi. Chiếc chín thôi, cái chiếc chín này. Lô liu lá, liu mì xin. Cảm ơn đó. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.